Xin chào mọi người, mình là Min. Hôm nay Min sẽ dẫn mọi người đến tham quan những nhà hàng ăn và những cửa hàng bán thực phẩm món ăn Việt Nam của những người Việt Nam kinh doanh ở Hàn Quốc nha. Bán đồ Việt Nam là cả nhà. Tên là Trung Hường Việt Nam, có số điện thoại luôn này nha. Ở Cung Phô, các bạn nào ở Cung Phô thì lại đây ủng hộ anh nha. Anh nói tiếng Việt rất là ok luôn á, nhưng mà anh là chủ là người Hàn. Nói tiếng Việt giỏi. Đây là dừa khô nè, rau muống nè. Anh kêu bằng anh chứ sao kêu bằng chú. 32 tuổi. Đây là cải, cải ngọt ngọt. Wow, cải bên đây tốt quá. Dừa tư luôn nè cả nhà. Bắp chuối nè. Wow, các loại mì luôn á. Bánh mía, cải, mía tươi luôn nè. Wow, đậu que, bánh mía nữa nè. Ồ, rau má nữa nè, nhỏ ơi, có rau má tươi quá. Không có khô cá lóc. Không có khô cá lóc. Mà cái nào nó cũng đụng mà nó cũng chuối nè, chuối tươi luôn á. Bên đây mình có xào sáo nha. Quá trời ngon luôn. Ôi ôi, trái nào trái nấy, khoảng nửa ký. Đây là xài keo nè cả nhà. Đây là bông tươi. Em nhà ở đâu? Em nhà ở đâu? Em ở Cung Phô đây luôn. Ở ngay chỗ Udin Hàng Vi lên cái nhà. Đây là ông chủ người Hàn nhưng mà tiếng Việt rất là giỏi. Lần tới chùa. Lần đầu tiên ở đây lần đầu tiên. Đây. Dạ. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên em ở San Bon Jo. Anh ở đây lần đầu tiên chưa hẳn. À đúng rồi, em lần đầu tiên rồi. Trời, em hiểu luôn hả? Nói tiếng dễ hiểu mà. Phát âm chuẩn nha. Nghe nói ở đây có một chú đẹp trai lắm, bán đồ rẻ lắm luôn. Đây con nói nha, con nói. Bán đồ rẻ lắm. Bây giờ bán hai lần rồi, hai lần ba lần. Dạ. Quá trời, nước tương, nước mắm, nước muối gì quá trời luôn. Đánh khủng bố ổng hả? Một hai tỷ rồi, nhưng thôi vậy thôi. Bún tươi Việt Nam của mình nè. Nói tiếng gì giỏi quá. Nhanh đi, mua nhanh đi về. Chuối. Chuối. Nãy một nãy chuối bao nhiêu vậy? Một nãy chuối bao nhiêu? Một ký 4 ngàn. Một ký 4 ngàn. À, cứ có ổn mai chúng tôi té. Thì anh không phải cân thêm là cân. Cái này chắc 2 ký đúng không? Đúng không ạ? Ừ. Thôi, 2 ký rồi. Một ký 8, một ký 8. Một ký 8. Ồ, tức giờ rồi á. Ồ. Thái công rồi mà. Mình chơi kỹ sao nó xe không? Một con muốn giấy được rồi. Thấy nhá, 40 cả là nè. Wow, ở đây cái gì cũng có luôn á, cả nhà, đu đủ nè. Đu đủ quá trời tươi luôn á. Đu đủ bên đây trồng trong nhà lưới á cả nhà. Rồi bắp chuối nè, các loại chả nè, sả, ớt, mùng tươi và chuối tươi đều có hết nha. Ở bên đây thì tất cả các đồ Việt Nam, đồ rau tươi này rất là nhiều luôn á. Ở bên đây cái gì cũng có, không có thiếu gì hết luôn á, chỉ có thiếu tiền để mình mua mình ăn thôi. Tại vì đồ bên đây nhập qua nó cũng hơi bị mắc á. Bánh chén, rồi các loại mì khô, các loại nước trái cây giải khát thì đều có hết luôn á, rất là nhiều và rất là thuận tiện. Như các bạn có thèm đồ ăn Việt Nam thì ra các shop bán ở đây để mua về ăn cũng được, cho đỡ nhớ món ăn Việt Nam. Ở đây thì cuối tuần thì các bạn Việt Nam ở đây lại mua rất là nhiều luôn á. Các bạn nào ở gần Cung Phô, Si Trang á, thì lại đây ủng hộ mấy cô tiểu thương bán đồ Việt Nam nha. Wow, ở bên đây thì nước mắm, nước tương, chao, rồi đồ hộp nè, rồi nước giải khát và rất là nhiều luôn cả nhà ơi.
và đặc biệt đó là các loại gia vị nữa nè, và loại khô và cá đóng hộp, nhang. Ôi ôi, cái gì cũng có hết, giống như một cái siêu thị mini Việt Nam của mình vậy đó cả nhà. Các bạn có thèm đồ ăn Việt Nam thì các gia vị ở đây đều là gia vị đồ ăn Việt Nam, mình mua về mình có thể chế biến mình ăn được luôn. Còn những cái đồ như trái cây này nọ thì cũng ít lắm, đồ khô hoặc là các đồ nước giải khát thì hàng thì rất là nhiều luôn á. Trái cây thì cũng có ít. Và bây giờ mình sẽ dẫn cho cả nhà đi ăn ở một quán Việt Nam có tên là Việt Nam Phở Việt Quán và Phở Việt Shop nha. Có các món ăn Việt Nam như bánh xèo nè, phở nè, bánh bún bò Huế, bánh tráng cuộn, chả chiên. Đặc biệt là mình rất thích ăn món bánh xèo và nước mía nha. Nước mía ở đây thì nhập nguyên cây về qua bên đây rồi mình ép ra nước mía nguyên chất nha cả nhà, rất là ngon và ngọt luôn á. Bây giờ mời cả nhà cùng vào với mình nha. Nấm lên nấm hả? Nấm khô hả? Ôi nước tương, nước mắm. Nấm gì đó có ghê kìa. Đó có ghê kìa. Giống như là của cái giống như cái sừng của hươu hả? Nhưng mà không phải này. Còn cái nấm bự này là gọi là Việt Nam gọi là nấm gì ta? Nấm linh chi không? Nấm không phải. Nấm linh chi. Wow. Thì mình có thể thấy hủ tiếu khô, mít sấy, rồi bánh tráng, cà phê rất là nhiều luôn á cả nhà, và các loại gia vị. Và ở đây thì chị có bán có rất nhiều loại thuốc bổ của Hàn Quốc luôn á cả nhà. Và cái loại thuốc này thì mình có thể mua về làm quà cho bên Việt Nam luôn á. Ở đây quán rất là rộng luôn, thoải mái. Đây là cái menu của quán nè cả nhà. Có món chè Thái, nước mía, khô bò, đậu cá điêu hồng, sò xảo ốp, chả cá, thịt bò, xào. Ôi ơi, đủ thứ luôn, quá trời nhiều món miền Tây. Món miền Trung cũng... Đây là nước mía nha. Mới nguyên chất luôn á. Chà chà. Cắt đi em. Cắt này để nóng mình ăn cho nó giòn. Uống nước mía. Ngọt quá. Cái mùi vị này chắc mấy năm mới uống là được. Chị không? Cái chị không mua chứ mía đâu mua? Đâu có, ở trên mạng tụi nó có bán mà. Bây giờ mới có chứ lúc trước làm gì có. Lúc trước ăn không có đâu. Không, ăn với nó cắt chứ giờ cắt làm sao? Thì em cắt ra mình ăn mới ăn được. Ừ, cắt vậy đi. Ngon á. Tay giữ, tay vệ sinh chưa? Chắc tao nghiêng mày ăn luôn đi. Không, nó bổ nha. Cho nó thơm mùi gì nha. Đồn. Ai biểu hỏi? Ngon quá. Cắm quay cái mặt mập nha. Cái mặt đẹp mà không cho người ta quay. Hú na, hú nừng. Đây cái hũ này mới ngon là gia vị ớt nha. Đặc biệt là món bánh xèo là phải có cái gì? Nước chấm. Nước chấm chua cay đúng không? Ngon quá. Ở nhà mà bà ra mình làm còn hơn cái người nghèo. Mời cả nhà cùng ăn bánh xèo với mình nha. Đây là bánh xèo miền Trung nha cả nhà. Thì bánh xèo miền Trung bên Việt Nam thì nó nhỏ lắm, nhưng mà tại vì bên Hàn á làm theo kiểu mà bên Hàn thì cái gì ăn nó cũng to bự hết á, nên nhìn cái bánh xèo rất là to, nhưng mà theo cái phong cách của miền Trung ăn rất là ngon và giòn lắm luôn á. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Nhìn cái dĩa rau sống thì rất là tươi và ngon luôn á. Bây giờ mình sẽ ăn kèm với bánh tráng. Mình sẽ nhúng và mình để rau vào, và mình để bánh xèo lên, và mình sẽ chấm với nước chấm chua ngọt cay nha. Đặc biệt món bánh xèo thì phải có rau sống rất là tươi, và nước chấm, đặc biệt là món nước chấm rất là
rất là ngon, đậm đặc. Và mình thích ăn chay nên rất là ngon luôn á cả nhà. Ôi nhìn hấp dẫn không, mình sẽ gói lại nha. Bánh xèo của mình nó rất là giòn luôn á cả nhà, thì giờ rất là vừa ăn luôn á, cái gia vị thì cũng ok lắm, cũng giống như miền Tây của mình luôn á. Và thì mình chấm nước chấm ăn cho nó đậm đặc ngon hơn. Và bây giờ là món thứ hai đã tới, đó là món bún bò Huế đây. Wow, rất là ngon luôn cả nhà. Cái bánh xèo của mình cái vỏ rất là giòn luôn á, cái giòn mà mình cắn rụp 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 luôn á, mà nó ngon hơn là nó khác biệt. Ở đây ở bánh xèo miền Tây của mình là nó cái da nó sẽ dày hơn á cả nhà. Mình chưa ăn bánh xèo miền Trung lần nào nhưng mà mình cảm thấy cái da nó dày và rất là giòn lắm luôn á. Bây giờ đây là một món thứ hai, đó là món phở. Ủa không, bún bò Huế ha. Món bò Huế, còn nóng sôi ực 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 luôn. Giờ chấm cái ăn một cái cuốn không gần, cũng hơi lâu tại cuốn nó quá nhỏ mà. Ngon quá. Rất là lâu mình mới ăn được lại những cái món ăn Việt Nam này vì công việc bận quá. Rất là ngon luôn cả nhà ơi. Bên đây thì cái gì cũng có hết cả nhà ơi, mía nè, xoài nè, rồi dừa tươi nè, dừa tươi, và đặc biệt là các loại trái cây hồi xưa thì không có nhưng mà giờ nhập khẩu qua rất là nhiều luôn á, như chôm chôm, nhãn cái gì cũng có, nhưng mà mít nè, thì cái loại đó thì đông đá nên ăn cũng được, cũng ngon. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn món bún bò Huế đây nha. Bây giờ mình sẽ bỏ gao vào. Cả nhà thấy cái tô bún bò Huế này cũng hấp dẫn nhé. Mình ăn cay này mình sẽ bỏ ớt vào và nặng một tí chanh và mình sẽ trộn lên. Lúc đó mình sẽ thưởng thức xem cái gia vị này nó có giống như bên Việt Nam mình không nha. Cái cọng bún bò Huế cũng rất là mềm và ngon, dai lắm luôn á. Dùng thì rất là đậm đà và thơm ngon luôn á cả nhà. Thì ở đây, ở Cung Pho này thì có rất nhiều quán ăn Việt Nam của mình luôn á. Nhất là những cái món ăn miền Tây hoặc miền Bắc, Hà Nội, miền Trung gì đều có luôn á cả nhà. Thì các bạn đi xa quê thì thường nhớ những món ăn ở quê nhà thì có thể đến đây để ủng hộ các tiểu thương ở đây nhé. Vì món ăn các gia vị ở đây thì nó cũng gần giống như bên Việt Nam nên các bạn có thể thưởng thức rất là ngon luôn á. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Cả nhà nhớ xem và ủng hộ kênh Trẻ Miên TV. Xin cho một like và chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.